những vụ nổ do quân đội của Afghanistan thực hiện làm rung chuyển thủ đô của Kabul, tính từ Kabul. Hai vụ nổ lớn ở phía tây Kabul vào ngày hôm nay đã làm rung chuyển thành phố, làm rung rinh các cửa sổ trong khu vực ngoại giao, nằm cách hiện trường các vụ nổ 12 km. Các vụ nổ đã gây ra những lo ngại về một tấn công của phiến quân, nhưng phát ngôn viên của Bộ Nội vụ ông Sadiq Siddiqui cho biết đó là những vụ nổ có kiểm soát trong hai trung tâm đào tạo của quân đội quốc gia Afghanistan và mọi thứ đều tốt ở Kabul, không có bất kỳ báo cáo nào về các cuộc tấn công khủng bố. Đầu tuần này, thì một vụ nổ kho lưu trữ chất nổ trong một cơ sở Afghanistan gần Đại sứ quán Hoa Kỳ đã gây ra hoảng loạn. Vụ nổ xảy ra một ngày sau khi một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công vào một đoàn xe Đức đang đi vào cơ sở ISAF tại sân bay quốc tế của